con chỉ là giọt nước nên không thể tưới mát cho ruộng đồng rộng lớn. Con chỉ là cánh én nên không thể làm nên mùa xuân. Những lời tâm tình đơn sơ ấy đã thể hiện sự khiêm tốn của tác giả và tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã nói, không có Thầy, các con không làm gì được. Với lời ấy, chúng ta luôn biết tín thác vào tình yêu của Chúa qua sự hướng dẫn của Mẹ Giáo hội và thân thưa với Chúa, lạy Chúa, con không thể sống ở thế gian đầy lọc lừa và khó khăn này nếu chỉ có một mình. Và con không thể sống nếu không có sự đồng hành của Mẹ Giáo hội. Con không thể sống nếu không có sự chở che của Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương. Giọt nước giữa lòng biển cả mênh mông, một mình sao có thể tươi mát cho ruộng đồng. Con chỉ là dấu trắng nhẹ dịu câu hát ngân nga, một mình con không thể dệt nên bài tình. Một mình con không thể sống đơn độc hôm nay, giữa vòng người già dối, giữa cuộc sống cuốn quay. Một mình con không thể sống cô quạnh bơ vơ, không một người nâng đỡ, không một đấng chở che. Bát miền trời xa xôi, một mình sao có thể chiều sáng muôn nẻo đời. Con chỉ là cánh én nhìn trời cao vút thanh thang, một mình con không thể làm nên cả mùa xuân. Một mình con không thể sống đơn độc hôm nay, giữa vòng người già dối, giữa cuộc sống cuốn quay. Một mình con không thể sống cô quạnh bơ vơ, không một người nâng đỡ, không một đấng chở che. Giọt nước giữa lòng biển cả mênh mông, một mình sao có thể tươi mát cho ruộng đồng. Con chỉ là dấu chân nhẹ dịu câu hát ngân nga, một mình con không thể dệt nên bài tình ca. Một mình con không thể sống đơn độc hôm nay, giữa vòng người già dối, giữa cuộc sống cuốn quay. Một mình con không thể sống cô quạnh bơ vơ, không một người nâng đỡ, không một đấng chở che. Vòng người già dối, giữa cuộc sống cuốn quay.